tiếp clip 300 mì để mới xe này zin chưa lại chạy 2500 cây. Nó mới mở tua rồi, nhưng là không có bị giặt hay là bị kêu nữa, khắc phục cái lỗi luôn cái đầu. Có thầy bố hả? Có lặn không? Này chiếc luôn, đây là một cặp luôn. Cầm là mới, bị lỗi. Đây mình test cái nồi thắt 300 sau khi làm xong. Xe này mới chạy có 2000 mấy cây. Cái nồi nó bị rung đầu á. Làm lại hết. Giờ mình ráp vô, uy thay luôn cái lọc gió đồ chơi ha. Giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, thì cái xe mình nó mạnh nó bốc hơn. Đồng thời thì nó cũng tiết kiệm xăng hơn cái lọc gió zin. Lọc gió zin mà mình nói mình chạy mới có 2000 cây là nó dơ rồi đó. Thì cái lượng gió do nó bị nghẹt, nó bị ngợp á, nó không đủ gió chạy. Thì mình sẽ thay luôn. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem nó sự khác biệt nha. Lúc nãy nồi zin đó thì nó lên chỉ tới đây thôi. Nó không có lên nữa. Đây một chiếc đỏ luôn. Mình test cái thác 300 sau khi làm nồi xong, mình test cho anh em xem khác biệt hơn. Mình khắc phục cái lỗi này luôn. Cái thay lọc gió đồ chơi. Ngày này đúng làm nồi với lọc gió thôi. Cái này khước mà mới luôn. Chạy có 2000 mấy cây. Bây giờ mình test cho anh em xem. Này ảnh thích nồi êm ái mở tua đi có đời có hậu, còn như nồi ra đi bão đi giọt thì canh kiểu khác, không có la không có gầm gì. Anh em đã xem cái clip ha, anh em mà bị kêu cọc cọc đó hú láp rồi đó, mình có khắc phục mấy cái lỗi đó luôn. Mời anh em đã xem cái clip nha.